Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Trước tình hình đó, ngành công thương một số tỉnh đã chủ động liên kết vùng, thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản theo mùa vụ đang vào thời kỳ thu hoạch. Theo thống kê, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, cả trong tiêu thụ hàng hóa tại thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, ngành công thương một số tỉnh thành đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản. Điển hình tại tỉnh Lào Cai, với sự chủ động trong hoạt động xúc tiến thương mại, đã góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quý 1 năm 2021 của tỉnh đạt gần 950 triệu đô la Mỹ, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tính đến nửa đầu tháng 6 năm 2021, Lào Cai đã hỗ trợ tiêu thụ trên 22.100 tấn vải thiều cho các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, đạt giá trị 13,4 triệu đô la Mỹ. Dự kiến cả năm 2021 sẽ xuất khẩu khoảng 35.000 tấn quả vải thiều, tăng 10% so với năm 2020. Vụ thu hoạch các cái sản phẩm nông nghiệp ở các cái địa phương trong cả nước thì tỉnh Lào Cai cũng đã chủ động xây dựng các phương án để thực hiện cái việc tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là cái việc là xuất khẩu những cái nông sản của tỉnh Bắc Giang, của tỉnh Hải Dương là những tỉnh đang ở trong cái vùng dịch COVID-19. Ngoài cái việc xuất khẩu những cái nông sản đặc hữu của các địa phương trong và ngoài tỉnh, đối với thị trường nước ngoài, tỉnh Lào Cai cũng rất chú trọng đến cái việc tiêu thụ những cái sản phẩm nông sản ở trong nội địa. Chính vì vậy, tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức kết nối về cái việc tiêu thụ sản phẩm cũng như giao thương ở giữa các địa phương ở trong khu vực. Và cái việc này thì đã giới thiệu những sản phẩm đến với những người dân cũng như là để thực hiện giúp cho cái việc tiêu thụ những cái sản phẩm đang vào vụ thu hoạch và có cái sản lượng lớn ở trong địa phương trong thời gian tới. Và chúng tôi kỳ vọng rằng cái việc này sẽ mang đến đông đảo cho người tiêu dùng ở trên địa bàn Lào Cai biết và được thưởng thức những cái sản phẩm nông sản của chính trong các cái địa phương đất nước Việt Nam của chúng ta. Phát huy hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các tỉnh miền núi phía Bắc và các địa phương trong nước trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ nông sản, đặc sản của địa phương do ba Sở Công Thương Lào Cai, Bắc Giang và Sơn La đồng tổ chức đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kết nối và phát triển thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, góp phần quảng bá các sản phẩm nông sản đặc sản của từng vùng với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ước tính khoảng 70.000 tấn nông sản được tiêu thụ trong tuần lễ này. Đây là lần đầu tiên hoạt động xúc tiến thương mại này được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Đối với thị trường trong nước thì sản phẩm đặc hữu của Lào Cai thì cơ bản đã được thị trường chấp nhận. Nhưng bây giờ nó chỉ còn rồi nó có những cái tồn tại mà bà con nông dân cũng như các cơ sở sản xuất mà cần phải khắc phục nữa thì chúng tôi sẽ với cái những cái hoạt động khuyến công cũng như là hoạt động xúc tiến thương mại và có những hoạt động khác của các cấp các ngành sẽ hỗ trợ để hoàn thành cái mẫu mã bao bì cho bắt mắt rồi là đảm bảo cái chất lượng. Đặc biệt là đối với những sản phẩm nông sản thì theo ban tổ chức, hiện nay một số mặt hàng nông sản đang vào chính phụ. Đơn cử như tổng sản lượng vải thiều của Bắc Giang ước tính đạt khoảng 180.000 tấn, mận Tam Hoa Bắc Hà đạt 3.500 tấn, xoài của Sơn La 65.000 tấn. Đây là những loại nông sản ngắn ngày, số lượng lớn nên các hoạt động xúc tiến thương mại như tuần lễ giao thương xúc tiến tiêu thụ nông sản được đánh giá rất thiết thực. Trong cái mùa dịch như thế này mà tổ chức được một cái sự kiện như thế này, chúng tôi đánh giá là rất là cao để cho bà con để tiêu thụ cái hàng nông sản mà bây giờ nó đang vào vụ mùa của tỉnh Sơn La, nó vài trăm nghìn tấn nên là bây giờ sản lượng cần tiêu thụ rất là gấp, nên là được tạo được cái sự kết nối như thế này là rất là tốt cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất của tỉnh Sơn La cũng như các tỉnh khác. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thì được thường trực huyện ủy, ủy ban dân huyện giao cho triển khai thực hiện và xúc tiến thương mại về cái mặt Tam Hoa năm 2021. Quả mận Tam Hoa năm nay nó sai,
được mùa, nên là dẫn đến là cái sản lượng mận của huyện Bắc Hà năm nay rất là lớn. Từ đó thì cái việc xúc tiến thì tiêu thụ mận cho bà con nông dân là một cái rất là quan trọng và cần thiết để cho bà con nông dân bán tiêu thụ được cái sản phẩm mận Tâm Hoa. Tuy nhiên, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của các mặt hàng nông sản đặc sản, các doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã và người nông dân cần thường xuyên chủ động nắm bắt thông tin, cập nhật tình hình, nhất là vào dịp cao điểm, chính vụ, để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa. Phải thực hiện tốt các quy định về truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm dịch, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại, nâng cao chất lượng các loại dịch vụ, chủ động tham gia có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm kết nối giao thương giữa doanh nghiệp. Tỉnh cũng đang giao cho ngành nông nghiệp chủ trì phối hợp với ngành công thương và các cơ quan liên quan để xây dựng một cái chiến lược phát triển về nông nghiệp gắn với cái vấn đề về tiêu thụ hàng hóa nông sản cho bà con. Và cùng với đó thì chúng tôi cũng đang tham mưu với tỉnh để làm sao tìm kiếm các cái nhà đầu tư đến trực tiếp Lào Cai đầu tư các cái nhà máy sản xuất chế biến nông sản. Và cụ thể thì hiện nay chúng tôi cũng đã thu hút được một cái nhà đầu tư để chế biến chuối dứa tại khu vực Lùng Vai của huyện Mường Khương. Và chúng tôi hy vọng rằng thì những cái sản phẩm nông nghiệp của Lào Cai sẽ sớm không chỉ là nổi tiếng trong nước và sẽ được các cái thị trường nước ngoài sớm biết đến và sẽ cùng quan tâm đến cái sản phẩm này. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp của chính phủ trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, ngành công thương đã và đang chủ động liên kết thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, luôn coi các biện pháp tiêu thụ sản phẩm nông sản mùa vụ là nhiệm vụ quan trọng, đồng hành cùng cả nước, đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống cho nông dân, các hộ sản xuất, nhất là trong thời điểm khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.